Ok, à xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VietWise Stock ha. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là ngày thứ tư đúng không hả? Thì em sẽ quay lại em làm cái video ha, để chúng ta cùng nhau phân tích về cái thị trường vận động ngày hôm nay nó có những cái yếu tố gì à, và ngày mai chính là cái phiên đáo hạn phái sinh, thì anh chị mình nên lưu ý cái vấn đề gì với lại những mã cổ phiếu mà danh mục anh chị mình đang nắm giữ, mình sẽ có cách xử lý chốt lại hay là chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm, nó sẽ ra sao anh chị ha. Đấy, thì hôm nay anh chị mình thấy là thị trường hiện tại nó có những sự biến hóa cực kỳ lớn đúng không đó. Mã nào xanh thì nó vẫn xanh, mã nào mạnh thì nó vẫn tăng đó, mã nào đỏ thì nó vẫn đỏ, mã nào đi ngang thì nó vẫn đi ngang, mã nào vàng thì nó vẫn vàng, nhưng mà cổ phiếu mà nó yếu ấy thì nó vẫn gãy. Thì đó chính là cái sự phân hóa trong giai đoạn hiện tại là vô cùng lớn. Và trong các cái video gần đây ấy, em đã phân tích cho anh chị mình rất kỹ à, anh chị mình cần hướng cái dòng tiền của mình vào cái dòng cổ phiếu nào, và dòng cổ phiếu nào mới chính là cái dòng cổ phiếu mà nó mới thật sự mang lại được những cái biên độ lợi nhuận cho cái tổng tài sản của anh chị mình đấy. Cho nên nếu như anh chị mình đánh lan man, mình đánh không đúng cái dòng tiền lớn nó focus vào ấy, thì thật sự tài khoản của anh chị mình mặc dù thị trường nó tăng nhưng mà tài khoản của mình hôm nay nó giảm hoặc là nó đi ngang, thì đó là cái yếu tố hết sức bình thường anh chị ha đấy. Cho nên lúc mà thị trường nó phân hóa nó yêu cầu một cái trình độ chuyên môn cũng như là một cái chiến lược anh chị mình phải cực kỳ cao ha, mình mới giải quyết được những cái vấn đề, những cái bài toán về cái biên độ lợi nhuận đó. Thì hiện tại trong lúc mà em đang làm video ấy, thì ở Sài Gòn đúng không, thì cũng đang có những cái cơn mưa nó tí tách ấy. Thì anh chị biết thời gian gần đây ấy, cái thời tiết ở Sài Gòn là thực sự em nói là nó biến động mà nó khôn lường, nó khó lường như là cái vận động của thị trường phái sinh ấy. Đó, thị trường VN Index mình vậy, cứ trưa ấy, thì nắng nhưng mà lật đật 1-2 tiếng sau ấy, thì lại quay qua mưa, rất khó chịu ha đấy. Cho nên đó cũng là những cái câu nói vui trước một cái bài phân tích ngày hôm nay anh chị ha. Đó, thì anh chị mình vừa trải qua một cái phiên giao dịch phải nói là rất cảm xúc trong một cái phiên vận động như ngày hôm nay đúng không đấy. Một phiên giao dịch mà thị trường chung nó có rất nhiều những cái vấn đề mà anh chị phải cần phân tích trong cái video ngày hôm nay ha đấy. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ nhìn qua cái mặt bằng chung của cái vận động thị trường ngày hôm nay ấy, là một cái phiên tăng gần như là 10 điểm của VN Index ha. Đó, thì giờ mình chị mình chờ em một chút ha đấy. Thì cái phiên ngày hôm nay ấy, chính là một cái phiên mà nó tăng gần như là 10 điểm của VN Index đấy. Chiết hôm nay ấy, là một cái phiên giao dịch mà nó đã gỡ bỏ rất nhiều những cái tâm lý của nhà đầu tư mình à, những cái cảm giác mà anh chị mình lo sợ thị trường nó gãy một nhịp nữa khi mà nó cận kề những cái ngày mà đáo hạn phái sinh họ. Tại vì các cái diễn biến trong quá khứ ấy, đặc biệt là cái ngày đáo hạn phái sinh gần nhất ấy, là cái ngày đáo hạn phái sinh trong tháng 4 đó, thì nó diễn ra là một cái nhịp nó điều chỉnh cực kỳ nặng nề và cực kỳ mạnh, nó làm cho cái tâm lý anh chị mình à, cái diễn biến quá khứ lại ùa vào. Tại vì đó là một cái từng vận động thị trường nó đi trong những sự đi ngang tâm lý biến dao động biến động rất là khó lường đó. Thì hiện tại đâu đó những cái tín hiệu nó cũng đang ùa vào, nó làm cho cái tâm lý nhà đầu tư mình hoang mang lo sợ rất nhiều đấy. Nhưng xét trên một góc độ nào đó thì thị trường hiện tại nó đang trong một cái nhịp mà ở phía sau so với cái quá trình điều chỉnh trước đó. Thì cái nhịp phía sau ấy, những cái quá trình điều chỉnh ấy, là một cái quá trình em cho là cái biên độ điều chỉnh nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều, và nó không phải rơi vào những trường hợp điều chỉnh quá mạnh à. Tại vì anh chị biết một cái kỹ thuật mà phải nói là cực kỳ hay trên thị trường chứng khoán là gì, sau một nhịp điều chỉnh lớn thị trường có quá trình hồi phục đi lên, thì những cái yếu tố điều chỉnh phía sau ấy, nó chỉ là những yếu tố điều chỉnh rũ bỏ à, trong một cái biên độ nhất định sau đó lấy đà đi lên à. Cho nên chị mình không phải quá lo sợ với những cái nhịp mà nó rung lắc ở các nhịp hiện tại gần đây đúng không. Hôm thứ hai đầu phiên giảm bao nhiêu, giảm 7 điểm, hôm qua đầu phiên giảm 6 điểm, nhưng anh chị mình xem cho những cái video của em ấy, thì em vẫn giữ nguyên những quan điểm của mình đó. Chúng ta focus, chúng ta vẫn tham gia bình thường, nhưng mà cổ phiếu tốt chúng ta vẫn nắm giữ. Cho nên chị không phải quá lo sợ mình bán tháo hay là mình chốt lại mình phải làm gì cả đó. Đó chính là cái chiến lược vừa rồi mà em hướng dẫn cho anh chị mình chung với cái hệ thống có tiền VIP bên em anh chị ha ấy. Thì hôm nay cũng có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư mình nhắn tin hỏi em là gì à, cái ngày đáo hạn phái sinh ấy, thì thị trường sẽ tăng điểm hay là giảm điểm. Thì thật sự ấy, đây là một cái câu hỏi phải nói là rất khó, vì các cái diễn biến đáo hạn phái sinh ấy, là rất khó lường và mình không bao giờ mình dự đoán được trước cả đúng không đó. Nhưng đối với bản thân em vẫn giữ một cái quan điểm và mình vẫn nghiêng về một cái phiên đáo hạn phái sinh nó tích cực dành cho thị trường chứng khoán Việt Nam mà chí ít hôm nay là một cái phiên mà nó tăng điểm đó. Một cái phiên tăng điểm của thị trường chung thì đó cũng là một cái phiên em đánh giá là vô cùng tốt rồi đó, có thể gọi là một cái bước chạy đà cho một cái phiên đáo hạn phái sinh ngày mai anh chị ha ấy. Và cái đoạn vừa qua ấy, trên cái video của em ấy, thì phần lớn là em kiến nghị tất cả các anh chị mình, tất cả các anh chị nhà đầu tư mình cứ nắm giữ cái lượng cổ phiếu, cứ nắm giữ thôi anh chị mình, cả chả làm gì cả ấy. Đôi khi anh chị mình chỉ cần ngồi im không mua không bán thì nó cũng là một cái sự thành công anh chị đó, tài khoản mình vẫn tăng ầm ầm
đó. Chứ anh chị mình mua bán liên tục trong một cái biên độ mà nó vận động như thế này là mình rất khó để mình giao dịch. Có thể anh chị mình bán trong cái phiên chiều ngày hôm qua đi đó, phiên chiều ngày hôm qua anh chị nào mà lỡ bán những cái vùng giá mà nó đè giá, một cái biên độ nó giảm điều chỉnh, thì anh chị mình lỡ bán ngày hôm qua thì bây giờ anh chị mình nhìn lại đi, mình đã mất rất nhiều cái biên độ lợi nhuận đấy. Còn những chị nào mình có thể mình bán ra trong hôm trước với vùng giá nó tốt đi, thì liệu cái nhịp chiều ngày hôm qua nó giảm điểm lại, anh chị mình có dám mình cover mình mua lại những cái lượng hàng của mình vừa bán ra với một cái vùng giá nó thấp hơn không, hay là anh chị mình tiếp tục mình chờ đợi điều chỉnh mạnh hơn, điều chỉnh sâu hơn thì khi đó chị mới mua ấy. Trong khi đó chị mình chờ đợi cổ phiếu nó quay đầu nó tăng lại ngay thì chị mình không có mua kịp, rơi vào những trường hợp mình vừa bán ra cổ phiếu có thể gọi là mắc hàng đó. Cho nên đối với những cái biên độ như thế này, những vận động như thế này, mình chỉ cần ngồi im thôi đó. Đôi khi chị mình giao dịch quá nhiều nó tốn nguyên phí chứ không làm gì đó, nó như thế ấy. Cho nên đó chính là những chiến lược vừa rồi mà em kiến nghị cho anh chị mình đó. Thì hôm nay các mã cổ phiếu mà giai đoạn vừa rồi em kiến nghị cho anh chị mình cứ nắm giữ ấy. Đó. Thì anh chị mình chỉ cần nắm giữ mình thông bán ra, thì hôm nay cái tâm lý lo sợ của mình ấy hiện tại nó cũng đã có những tín hiệu mà nó tăng điểm, nhưng cũng như những cái dòng cổ phiếu nó cũng đã tăng điểm rất là tốt. Cái tâm lý thì mình đã kéo về được những chuyện khác nó ổn định hơn, tránh những trường hợp nó lo sợ hơn đấy. Và đặc biệt những cái dòng cổ phiếu dòng ngân hàng ấy, chính là cái dòng cổ phiếu mà trong các video vừa qua đúng không, ngân hàng là cái dòng mà em phân tích xuyên suốt các video vừa rồi, gần như những chị nhà đầu tư mình nắm giữ ấy. Đó, ở đây những chị nào mình đang nắm giữ những lượng cổ phiếu dùng ngân hàng này mà mình đang lãi, mình có thể để lại cho em một phần like và một cái phím một trong cái phần bình luận nha. Đấy, để chúng ta cùng nhau hưởng ứng, chúng ta cùng nhau chúc mừng cho một cái nhịp mà thị trường nó tăng quá tốt như thế này. Mà những dòng ngân hàng chính là những dòng cổ phiếu mà leader, những dòng cổ phiếu nó có một cái sức bật dẫn dắt quá tốt thị trường chung ở hiện tại. Và khi anh chị mình chỉ đánh vào cổ phiếu dòng ngân hàng, nó mới chính là một cái kho tiền, nó mới chính là một cái kho gốc, nó mang về được cho anh chị mình những cái lương thực, những cái tài sản đó, để cho cuối tuần anh chị mình có thể nghỉ ngơi cho một cái trạng thái rất ung dung vào mãi ấy. Có những chị hết mình nắm giữ phải nhưng mà cổ phiếu nó đang rơi vào những trường hợp đau chen đấy, hoặc nó nằm ở những mặt vùng cổ phiếu bên dưới, thì bây giờ những tài khoản anh chị mình đang giảm điểm đó, đang giảm là những cái tài sản mình đang thua lỗ, thì đó cái tâm lý anh chị mình sẽ rất nặng nề ấy. Và khi mà em phân tích về những hành vi tâm lý anh chị nhào tôi mình ấy, thì quanh năm suốt tháng nó vẫn là như thế đó. Cái tâm lý lo sợ, hoang mang, tham lam, hưng phấn, nó vẫn là một cái chu kỳ về tâm lý, nó vẫn lặp đi lặp lại đấy. Cho nên khi mà anh chị mình nhìn vào cái tài khoản của mình thấy tài khoản đang lãi đúng không, total là mình vẫn lãi, tài khoản mình vẫn xanh, thì tâm lý chị mình sẽ rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Còn ngược lại chị mình lúc nào cũng nhìn thấy tài khoản mình đỏ, tài khoản mình lỗ thì sẽ rất là nặng nề. Chỉ cần những cái nhịp thị trường chung nó giảm điểm thôi là bắt đầu là mình đứng ngồi không yên, bắt đầu tâm lý là muốn vét hàng ra bán á, thì như thế sẽ dẫn đến những cái chiến lược đầu tư nó rất sai lầm ở trong giai đoạn hiện tại ha đấy. Thì thị trường hôm nay ấy, nó đang có những yếu tố phân hóa rất là lớn và cái sự chênh lệch giữa cái chỉ số VN Index ấy, và cái chỉ số VN30 đó là một cái yếu tố chênh lệch cực kỳ nhiều nha anh chị. Đấy, hôm nay ấy, nhìn thấy không, VN Index hôm nay đóng cửa bao nhiêu, tăng 9 điểm, đóng cửa 1262, nhưng VN30 ấy, hôm nay lại đóng cửa bao nhiêu, 1400 điểm đó, 1400 điểm, một phiên tăng 23 điểm, một cái nhịp mà thị trường chung ấy, nó chưa tăng bao nhiêu cả, nhưng VN Index mới có 1262 và VN30 nó lại tăng kéo chạm những cái vùng giá đỉnh lịch sử 1400 điểm, thì đâu chính là những yếu tố nghịch lý. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích vào những cái vấn đề và những yếu tố nghịch lý này anh chị ha. Đấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ nhìn lại về cái chart của VN-Index. Thì hôm nay là một phiên test cung của thị trường chung ha. Đấy, một phiên test cung này, một phiên giao dịch với một cái biên độ hẹp này, đóng cửa vùng giá cao nhất phiên có lượng thấp, thì chính là một phiên test cung. Thì như anh chị trong cái của học viên của em ấy, thì mình sẽ nắm bắt rất kỹ một phiên test cung như thế này. Thì thường sau những phiên test cung có lượng thấp ấy, trong một cái biên độ mà tích lũy ấy, thì thường những nhịp phía sau ấy sẽ rất là dễ có một cái phiên nó break, một phiên bứt phá đó. Cho nên chiến lược bây giờ anh chị nào cầm nắm được cổ phiếu thì cứ yên tâm nắm giữ, đó chính là cái mặt bằng chung cổ phiếu hiện tại đấy. Thì em rất là thích cái phiên vận động như ngày hôm nay là một phiên test cung ha, với một khối lượng gấp là cực kỳ đẹp đấy. Trong những cái dữ liệu của hơi anh chị thấy không, chúng ta sẽ chưa bàn đến giai đoạn sâu nha. Tuy nhiên khi mà nó có một cái phiên test cung khối lượng gấp này, thì ngày mai nó có thể một cái phiên bùng nổ này đó, và ngày mai ở một cái góc độ nào đó thì em kỳ vọng thị trường sẽ có một nhịp nó bứt phá, nó bùng nổ trong một cái ngày đáo hạn phái sinh ấy. Thì đó là phải nói một cái vấn đề nó quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời đấy. Một mũi tên trúng hai con nhạn đúng không đó. Nhưng mà đầu tiên ấy, quan trọng nhất vẫn là cái tài danh mục anh chị mình nắm giữ mã nào thôi đó. Thị trường chung nó có vùng 1.200 hay là nó có vùng 1.400, nhưng mà anh chị mình nắm sai dòng cổ phiếu, mình nắm sai mã cổ phiếu, mình nắm phải mã cổ phiếu như thế nào, CTD này, thì bây giờ tài khoản của chị mình nó cũng vẫn đứng yên đó. Đó mới là yếu tố quan trọng anh chị, thị trường chung nó vượt bao nhiêu trả được đó. Đấy, và cái sự phi lý của ngày hôm nay ấy, cái sự nghịch lý chính là cái điểm số VN-Index chỉ số thị trường chung tại sao lại thấp hơn so với VN30, và VN30
tại sao nó lại một cái phiên tăng điểm rất là lớn và nó chạm lên những vùng giá 1.400 điểm, những vùng giá lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam. À, thì cái điều đó mình cho thấy là cái yếu tố gì chị? Điều đó nó cho thấy là cái giai đoạn mà từ sau giai đoạn mà Tết âm ấy, đến hiện tại ấy, thì cái dòng tiền lớn nó chỉ tập trung và nó đánh cái dòng cổ phiếu VIN30. À, thì những anh chị mình, nếu như anh chị nào mình tập trung và đánh cái dòng cổ phiếu VIN30 thì nó mới thật sự mang về được những khoản lợi nhuận cho chúng ta. Còn những chị mình nắm dòng cổ phiếu midcap đi, nhưng mà cổ phiếu midcap như KSB này, chị thấy không? Quá trình nó đang đau rất là nặng này. Đó, trong khi đó thị trường vượt rất là tốt mà nó vẫn đau này. Ấy, nhưng cổ phiếu như HBC này, nó đi rất là xa. Đó, rất nhiều dòng cổ phiếu mà chị mình đánh sai, ví dụ BHR đi. Ấy, nhưng mà cổ phiếu rất là yếu. Đó. Cho nên những yếu tố đó nó cho thấy là anh chị mình giai đoạn sau Tết chỉ focus thật sự vào cái dòng VIN30 mới là cái dòng nó mang về được những khoản lợi nhuận và nó mới thật sự làm gia tăng cái tổng tài sản của anh chị mình thôi ha. Ấy, cho nên tất cả cái dạng vừa qua ấy, anh chị mình còn nhớ 2-3 tháng nay ấy, là em chỉ phân tích với anh chị mình hầu như là những dòng cổ phiếu lớn, dòng thép, dòng ngân hàng, dòng chứng khoán đó, dòng dầu khí, dòng bất động sản, những dòng VIN30, dòng bán lẻ, đó là những dòng em chỉ phân tích. Còn nhiều anh chị mình hỏi em là nhưng mà cổ phiếu như gì, nhưng mà cổ phiếu bên ngoài, nhưng mà cổ phiếu bên này, những cổ phiếu như là dòng bất động, dòng xây dựng hay là những cái dòng phân bón hay là bất kể dòng nào, dòng midcap ấy, thì thật sự đó chính là những dòng cổ phiếu mà nó đang bị kìm hãm sự tăng giá rất là nhiều. Họ và hầu hết anh chị mình nắm giữ không có tăng được bao nhiêu tài sản cả, thậm chí nhưng mà cổ phiếu còn giảm rất là nặng nha, rơi vào những quá trình đau chen ấy, thì nó là như thế. Cho nên nó có những yếu tố mà nó nghịch lý và VIN30 nó tăng điểm rất là bức so với cái VN Index ha. Đó, và đặc biệt hơn ấy là trong cái tuần hiện tại chính là cái tuần về đáo hạn phái sinh. À, thì cái chỉ số chung của thị trường ấy, VN Index ấy, nó bị chi phối khá là nhiều từ nhà tạo lập cũng như là đội sọt. À, thì hiện tại trong tuần này anh chị thấy là họ sử dụng các mà cổ phiếu trụ là VIX này. Đó, trong riêng ngày hôm nay VIX giảm này, trong tuần này VIX giảm rất là nặng nha, hoặc là trong riêng ngày hôm nay là MWG này, đó nó vẫn giữ những điểm tăng giá, hoặc là có những yếu tố mà nó như là cái dạng trước ấy, như là Vinamilk này, đó trong phiên ngày hôm nay thậm chí nó còn đè những mà cổ phiếu như gì, Vietcombank này, ấy, VGC này, đó thì đây chính là những cổ phiếu mà đội sọt phái sinh họ sử dụng rất nhiều để họ điều tiết, họ không để cho cái basic nó chênh lệch quá lớn so với VN30 cơ sở anh chị ạ. Đấy, thì những chị nào mình tắm phái sinh mình sẽ nắm bắt kỹ cái basic này. À, tại vì khi mà đáo hạn phái sinh ấy, thì cái ngày đáo hạn là ngày mai trong phiên ETC, thì cái yếu tố mà nó tất toán những cái hợp đồng phái sinh ấy, nó sẽ dựa vào cái điểm số của VN30 cơ sở ấy. Đó, khi mà cái sự basic, cái sự chênh lệch giữa chỉ số VN30 cơ sở và VN30 phái sinh mà nó quá lớn thì nó sẽ làm cho cái biến động cũng như là cái mục đích của nhà đầu lập họ sẽ rất khó để họ sử dụng. Cho nên thường họ sẽ sử dụng những mà cổ phiếu trụ để họ kìm hãm cái sự tăng giá đối với cái dòng cổ phiếu. À, vô hình chung khi mà họ kìm hãm cái sự tăng giá của dòng cổ phiếu trụ nhưng mà họ viết ấy, thì những mà cổ phiếu này chính là những mà cổ phiếu mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái điểm số của thị trường chung. À, tại vì nó là những mà cổ phiếu có vốn hóa lớn, cho nên vô hình chung nó kìm hãm cái sự tăng giá của thị trường. Em nói như là nếu như mà ngày hôm nay con vít nó kéo về tham chiếu đi, VGC kéo về tham chiếu đi, thì thật sự cái điểm số thị trường chung của mình nó tăng rất là bức, tăng khoảng 20-30 điểm là việc bình thường. Cho nên cái yếu tố gần đây quan trọng nhất vẫn là gì? Xu thế là bạn. Đó, xu thế là bạn, đúng không? Xu thế uptrend. Thì mình cứ focus vào đánh cổ phiếu thôi. Quan tâm quá nhiều về thị trường chung để làm gì? Đó, chỉ cần thị trường chung nó không gãy, nó không phân phối, nó không đau chen, thì anh chị mình cứ đánh, cứ múc cho em, đụng là bụt, đừng có sợ gì cả, đúng không? Quan trọng là anh chị gì? Tìm kiếm được cái cơ hội ở với một cổ phiếu để mình đánh hay không? Thì nó mới là cái vấn đề quan trọng. Đó. Đấy, cho nên đó chính là cái yếu tố mà cái vận động của thị trường chung trong các phiên gần đây ấy, nó bị chỉ số chung nó bị méo mó rất là nhiều ha. Đấy, cho nên em phân tích cho anh chị mình hiểu được cái vấn đề vì sao mà những có những sự nghịch lý như thế đó, và cái dòng tiền anh chị mình nên đánh ở đâu mới thực sự có lại đó. Tại vì em nói anh chị mình là cái cơ hội trên thị trường chứng khoán nó rất là lớn, nhưng cái việc quan trọng là chị mình có biết để mình chọn lọc hay không, đó nó mới là cái vấn đề quan trọng. Cho nên cái giai đoạn gần đây mà nhà đầu tư mình không chọn đúng cái dòng tiền ấy, hoặc là mình đọc vị cái hành vi tài chính của đội lái để mình tham gia chưa có đúng cổ phiếu ấy, thì cái tài khoản mình vẫn đỏ là bình thường ha. Đó. Và cái điểm mua cái dòng ngân hàng ấy, thì em đã hướng dẫn cho anh chị mình nó rất kỹ, thật sự rất kỹ, để em muốn là tất cả anh chị mình cùng với hệ thống khách hàng VIP anh em. Đó, đây là cái hệ thống khách hàng VIP anh em ở công ty chứng khoán VBS, thì chúng ta cùng nhau mang về được những khoản lợi nhuận đó trong cái quá trình đầu tư. Tại vì thị trường chứng khoán bây giờ là những cái cơ hội cực kỳ lớn. Đó, em muốn tất cả anh chị mình đang theo dõi kênh YouTube của em, ai ít nhiều cũng phải mang về được đâu đó những khoản lợi nhuận đó. Cho nên chị mình đừng có đặt những cái quan điểm là gì mua mã nào mình cũng lại. Thật sự đối với những chứng khoán ấy, không phải ai mua mã nào mình cũng lại cả, không phải anh chị mình mua 10 mã rồi mình bắt buộc phải lãi 10 mã, đúng không? Em cũng vậy, đúng, khách hàng của em cũng vậy, em cũng không phải là một
thằng thắng cái gì cả, mua mã nào cũng lại thì nó là sai lầm anh chị. Quan trọng nhất anh chị, mình mua ba mã mình lỗ một mã, mình lãi hai mã total lại mình lại, thì nó cũng là một cái quá trình mà chị mình đã đầu tư thành công mà. Cho nên chị mình đừng có kỳ vọng mua mã nào cũng lại đó. Và thậm chí trong mấy thằng vip của em ấy, thậm chí em cũng kiến nghị những điểm mua như là vip, đúng không chị mình còn nhớ không, em phân tích cho chị mình trên những video trước ấy, một vip này đó. Nhưng mà hiện tại hàng về nó khủng cùng giá 125 thì em phải sẵn sàng em cắt ra. Khi mà cổ phiếu về nó vi phạm điểm bán thì chúng ta phải bán đấy. Nhưng mà cổ phiếu đang điện hao này, em cũng kiến nghị cho chị mua thì trong vip em cũng vậy, em cho mua với một giá bao nhiêu, dưới 37 đó. Thì bây giờ nó quay về những vùng như 35.5, 35.8, thậm chí trong phiên ấy, nó quay về 35, nó không khủng đấy. Thì chúng ta cũng vẫn đang gồng lỗ, chúng ta vẫn đang thua lỗ như thế này. Tuy nhiên đối với hàng điện hao ấy, thì cái biên độ thua lỗ nó vẫn chưa vi phạm cái điểm bán. Khi nào cổ phiếu này mà nó khủng vùng giá bao nhiêu 35 ấy, làm sẵn sàng cắt ra đó. Cho nên không phải chúng ta mua mã nào cũng lỗ, không phải chúng ta mua mã nào cũng lại đấy. Nhưng mà cổ phiếu STB này, ngày hôm qua Rimvip của em bắt vùng giá bao nhiêu 26.2, thì bây giờ chúng ta ăn gần như là hai cây trần à, nó lấy khoảng 89% mà đó, trong hai ngày chúng ta lại 89% đấy, là mình nhận cổ phiếu nó sẽ bù đắp được cái phần thua lỗ của những cổ phiếu hàng điện hao đó. Nhưng mà đối với những mã này chúng ta chỉ lỗ đấy khoảng 2-3% đó. Cho nên total lại mình vẫn lại đấy, đó chính là một cái phương pháp đầu tư cũng như là một cái hệ thống đầu tư bên em, nó là như thế. Chứ anh chị mình đừng có kỳ vọng là bắt buộc em mà phải mua mã nào cũng lại, thì nó không có anh chị, rất khó thật sự, rất khó đấy. Cho nên khi mà chúng ta mua đúng cổ phiếu ấy, cổ phiếu đi đúng kỳ vọng thì chúng ta sẽ khuếch đại cái vốn lên đó, tức là chúng ta sẽ gia tăng cái nguồn vốn đó. Còn khi mà cổ phiếu nó đi không đúng với kỳ vọng chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ gọi là gì, một cái phương pháp là thu hẹp biên độ vốn lại, tức là mình sẽ giảm hiệu kêu tố thua lỗ đó. Cho nên mình phải tuân thủ những yếu tố về cắt lỗ, không 4% thì cắt một nửa, 8% thì cắt hết, tránh trường hợp anh chị quá kẹp hàng đi. Em biết nhiều anh chị bây giờ mình kẹp rất nặng mà nhiều cổ phiếu như VRE, đúng không anh chị, mình làm sao bán được. Ví dụ như chị mình hôm trước mình lao vào hàm dài giá nhiều 3-4 đi, thì bây giờ mình xem lại mất năm giá 6 giá là khoảng 17 tầm 17% đối với những cổ phiếu như này, thì bây giờ sẽ nói là cực kỳ khó để cho anh chị mình cắt lỗ ra được đó. Bây giờ em kiến nghị cho chị mình thôi cắt ra đi, đào đạo mà hét đánh thiệt sự nó lại không ngay, đúng không? Tại vì anh chị mình đã rơi vào những trường hợp mà thật sự là bán không được mà giữ không xong ấy đó, nó rất là khó chịu đó. Nhưng mà cổ phiếu khi mà chị phải tránh những trường hợp mà bị kẹp hàng đi, khi sai là phải sửa. Tại vì khi mà chị mua cổ phiếu mình sai, thật sự đó là cái vận động mà mình phải sửa ngay đó, tránh yếu tố mà kẹp hàng ha. Cho nên nó là như thế. Cho nên em nói với chị mình, mua cổ phiếu ấy nó là một kỹ thuật, nhưng cắt lỗ ấy nó là một nghệ thuật đó, và chúng ta chính là những người nghệ nhân ấy. Cho nên chị mình đừng có sợ cắt lỗ. Tuy nhiên cổ phiếu mà nó đúng điểm mua, nó đạt cái kỳ vọng, cứ vào những cái form cổ phiếu mình hay mua, cổ phiếu đạt điểm mua ấy, là anh chị cứ tự tin mình tham gia. Sai thì cắt đó, để anh chị mình đừng có sợ sai ấy. Khi mà mình sợ sai cổ phiếu nó nổ ấy, thì mình sẽ mất rất nhiều những cái cơ hội đó, thì nó là như thế ha ấy. Thì đối với mấy thằng VIP anh em ấy, thì ngày hôm nay nè tụi em, những cái kiến nghị của em ấy, mình làm gì mình đã làm hết trong ngày hôm qua rồi, đúng không đó. Thì ngày hôm qua mình đã show cho chị mình rồi nè, em sẽ lấy những một cổ phiếu như thế nào. STB nè, có ngày hôm qua kiến nghị mua STB Techcombank, trong cái lúc mà anh chị mình lo sợ đi nhịp chiều, anh chị mình bán tháo ra, anh chị mình chốt lại, thì đó là những cái cơ hội mà em tham gia vào đó. Em gia tăng thêm những lượng cổ phiếu của STB, mình lấy thêm những vùng giá 26.2, Techcombank mình lấy vào vùng giá 48, thì ngày hôm nay nó đã mang về được những khoản lợi nhuận. Hoặc là mình mở mua mới với những cổ phiếu như MB, thì hôm nay mình có những yếu tố mình gia tăng thêm này đó. Sáng này hay cái nghị rất kỹ, đúng không, hay điện hao tạm thời mọi người cầm lại, phiên sáng là hay điện hao rủ rất mạnh đó, sáng là nhịp rủ khá rét, nếu như rủ bỏ mà khủng cái vùng hỗ trợ 35 thì mọi người phải hạ ra đó. Những cái kiến nghị của em thì đúng sai gì em cũng phải phân tích cho chị mình nắm bắt được những cái vấn đề đấy. STB bạn lại, đúng không đó, mọi người này lấy thêm MB, đúng không, phiên sáng vào lúc khoảng 11 giờ này thì em canh em gia tăng thêm những lượng cổ phiếu MB giá 33.75 đó. Khi chúng ta lấy vị thế trước vùng giá 33 hôm qua, khi chúng ta gia tăng 33.75 thì hôm nay đóng phiên MB đóng mức nhưng bao nhiêu 34.5, thì đấy là những cái sự thành quả đó, cho cái hệ thống cái thằng bên em ha. Đấy, và em nghĩ là tất cả các chị nhà đầu tư mình đã xem cái video của em ấy, thì MB em chắc chắn một điều là anh chị mình phải tham gia được. Tại vì em phân tích quá nhiều đi, thật sự khi mà cổ phiếu có điểm mua ấy, em nói xuyên suốt ấy, em nói liên tục cho anh chị mình mua mà. Tại vì đó là những cái vấn đề mà em muốn anh chị mình cùng tham gia với hệ thống cái thằng bên em, đúng không? Còn anh chị nào mình có điều kiện ấy, mình có nguồn vốn tốt ấy, thì mình có thể sẵn sàng về với VBS, thì em sẽ hỗ trợ anh chị mình, chúng ta cùng nhau chiến đấu ở trong cái dòng tiếp theo ha. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ cùng nhau đi phân tích về cái dòng cổ phiếu ngân hàng trước, xem nó có những cái vấn đề như thế nào. Nhưng nhìn qua mặt bằng chung ngân hàng ngày hôm nay vẫn là một phiên vận động rất tốt, đúng không? Cái lý do vì sao mà em lại nói với anh chị mình là chúng ta focus vào dòng ngân hàng ở giai đoạn này, chúng ta focus vào dòng ngân hàng ở một tháng trước, nó đều có lý do cả anh chị, nó đều có một cái vấn đề mà chúng ta khi mà chúng ta đọc về cái dòng tiền đang luân chuyển và nó đánh dòng cổ phiếu nào, thì chúng ta phải đánh dòng cổ phiếu đó. Đấy, cái phương pháp của em là cái phương pháp mình sẽ đánh theo những cái dòng tiền lớn, đúng không? Thì chúng ta cứ đi theo họ, chúng ta kiếm lại ha. Đấy, đầu tiên là ACB trước đi. Thì ACB một phiên vận động ngày hôm nay, một phiên cắt khung này,
cho một cái nhịp tích lũy lại này, rồi tích 2, 4, 6, 7 phiên này. Nhưng mà phiên tích cung như thế này quá đẹp rồi, quá đẹp rồi đúng không? Tuy nó không bứt phá ngay như nhưng mà cổ phiếu STB hay là MB hay là Techcombank, nhưng cổ phiếu này cái bản chất của nó ấy, là nó đi hơi chậm anh chị, bản chất là đi hơi chậm, cho nên anh chị không thể mình đặt cái nặng là đặt nặng việc là ACB phải tăng trần 2-3 cây trần cho tôi, thì không phải anh chị, tại vì đây là cổ phiếu tăng trưởng, nó khác với những cổ phiếu đầu cơ. Nhưng cổ phiếu đầu cơ như STB ấy, thì dòng tiền vào nhanh ra nhanh, anh thấy những cái nhịp mà STB điều chỉnh 2-3% là bình thường, nhưng mà cổ phiếu như SHB nhịp điều chỉnh ấy, thì chỉnh không phải quá mạnh, nhưng nhịp tăng ấy, thì nó cũng sẽ hơi chậm chậm một chút, cho nên chị đừng kỳ vọng quá nhiều. Nhưng khi mà cổ phiếu đã bước vào quá trình mà giải thuốc thuốc ấy, nó sẽ chạy một cách điên cuồng luôn đó, cho nên nó chưa đạt cái độ chính thôi đó. Còn bây giờ anh chị nó có hàng ấy, cứ yên tâm thôi, phiên nay cái cung ngày mai nổ là bình thường đó, cứ yên tâm chờ nhịp bùng nổ ngày mai ha. Đó như cổ phiếu ACB, BID không, cái máy này thì thôi anh chị nó có hàng thì cứ cầm thôi, em cũng không muốn nói quá nhiều đâu, hỗ trợ này đấy, cứ canh hồi lên hạ. CTG đúng không, CG nghe tăng quá tốt đó, đó chính là những kiến nghị những cái mặt cổ phiếu. Nếu như mã này, nếu như nó có một cái cơ hội như là nếu như mà nó tích lũy lại quanh những vùng 47 thêm vài phiên nữa ấy, thì em sẽ hướng dẫn cái cách cho anh chị mình đánh đó. Nhưng ngày hôm nay nó nổ luôn không phải bỏ đúng không, nó chỉ phù hợp với việc anh chị nào có hàng nắm giữ. Anh chị con nhớ để vừa rồi không, 2 tuần gần đây, 1 tuần gần đây chứ, thì em đã nói với chị mình những dòng ngân hàng điều chỉnh là bình thường, điều chỉnh tích cực thì anh chị cứ cầm đi đó. Kêu giờ anh chị mình nghe những cái lời khuyên của em đúng không, những cái phần phân tích của em thì chị mình cứ cầm. Thì bây giờ anh chị đã qua được cái giai đoạn khó khăn, cổ phiếu đang đang tiếp tục bứt phá thì đấy, nó sẽ phù hợp với yếu tố chị mình gọi canh, mình chốt lại. Mỗi nhà đầu tư mình nên đặt một cái target đó, tại vì anh chị mình có người, người ta sẽ đánh ngắn hạn, có người ta sẽ đánh dài hạn, thì mỗi chị mình tùy khẩu vị của nhà đầu tư, đôi khi mình cảm thấy đủ thì mình chốt. Nó có một cái câu nói rất là hay là gì, chốt lại không bao giờ sai đúng không, mỗi người một phần đấy, ai cũng có phần thì tất cả chuyển quan mọi người đều vui, chứ anh chị mình đừng có mong là mình bán ngay đỉnh, bán xong cũng phải sẽ giảm ngay. Cho nên nhưng mà này bây giờ nó chỉ phù hợp với yếu tố gì, cầm chốt, cầm chốt lại ha, đấy cầm giữ chốt nó như thế. Nhưng bây giờ điểm mua nó cũng không còn điểm mua lên chị đó, nó học với anh chị là như thế. Tiếp theo là gì, tiếp theo là HDBank đúng không, HDBank nhìn chung hôm nay nó chuẩn lại này, có gọi là một phiên test cung HDBank này. Tuy nhiên những cái biên độ mà nó tích lũy lại như thế này đối với em ấy, nó chưa đạt những cái điều kiện mình mua ha, thì cái nền tích lũy nó chưa có siết lại đó, thì chúng ta phải kỳ vọng những cái này nó phải tích lũy thêm một nhịp nữa, tích lũy thêm mà nó siết lại cái nền ấy, thì em cho nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều ha. Đấy, có thể ngày mai những cái này sẽ bứt phá, nhưng mà nó chưa đạt điểm mua thì chúng ta phải bỏ, anh chị phải lưu ý vấn đề như thế nha. Đối với em khi một cổ phiếu phải có những quy tắc đó, cổ phiếu đạt điểm mua thì mình mới mua, cổ phiếu không đạt điểm mua thì mình không mua. Nhìn chung ngày nay là một phiên tích cung, nhìn chung cũng tương đối tích cực đối với nhiều cổ phiếu như là HDBank anh chị ha. Đấy, những cái dư địa những cái này nó còn rất là lớn, tại vì trước đó là những cái mô hình như gì, những mô hình là VCB ấy, khi mà nó bứt phá những một cái cự này tích lũy bao nhiêu khoảng 5 tháng trời, thì cái dư địa cổ phiếu mà nó phải bứt phá từ những điểm mua chuẩn ấy, những phiên bùng nổ như này này lên đấy, tầm khoảng đâu đấy khoảng 35-40 là bình thường ấy. Đó là những cái dư địa về chung dài hạn, anh chị phải nhìn được cái dư địa cổ phiếu chạy đến bao nhiêu anh chị ha. Đó, mặc dù chúng ta không xác định được cái điểm cụ thể, nhưng mà phải nhìn được cái target mà nó đưa ra một cái lợi nhuận tầm khoảng bao nhiêu đó, để cho anh chị mình nhắm ước lượng được. Nhưng cổ phiếu như là BB bây giờ cứ một mạch mà phi thôi đúng không, đó chị thấy cứ tăng lên đều 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 như thế này thôi, cứ nắm giữ là phù hợp nhất đấy. Đôi khi anh chị phải đặt một cái target để mình chặn lại, mình định bày lên chút lại. Anh chị biết ý, cái điểm yếu chí mạng nhất của nhà đầu tư là gì không chị? Điểm yếu chí mạng nhất của nhà đầu tư ấy, đó chính là cái yếu tố cũng như cái sự tham lam của anh chị mình. Em ví dụ hôm trước đi, ngày trước anh chị mình mua như một cổ phiếu như LB đi, mua giao nhiêu 17, mình kỳ vọng con này lên bao nhiêu 20 chốt, nhưng mà lên 20 làm kỳ vọng anh chị mình lại kỳ vọng bao nhiêu 21, khi mà đạt 21 chị mình kỳ vọng 22, khi mà đạt 22 giờ lại kỳ vọng 23 đó. Đến một giai đoạn nào đó cái sự tham lam của con người là vô đáy mà anh chị, anh kỳ vọng quá nhiều, đến lúc đó anh chị phải có những yếu tố mình trả giá đó. Tuy nhiên đó là những cái điểm yếu nhất của nhà đầu tư, cho nên anh chị nên đặt một mức target cảm thấy đủ thì chốt ha. Đấy, thì hồi nãy em cũng vừa xem qua được cái clip khá là hay nha, cái điểm yếu quan trọng nhất của nhà đầu tư mình chính là cái lòng tham, cho nên thì mình hãy quản trị cái lòng tham, đặt cho một phần target để chúng ta đúc lại vào túi, chuyển hóa những cái phần lãi trên bảng điện, những cái điểm số thành một cái tiền mặt, thành lợi nhuận để chúng ta đúc vào túi đó, đó là một cái phần hợp lý. Còn bây giờ những điểm mua thì nó không còn điểm mua ha, cái yếu tố hiện tại chỉ phù hợp với một là chị mình nắm thêm, nếu như chị mình đặt một target nó cao đó, hai là chị mình chốt lại đấy. Nếu như chị mình đặt target nó cao thì trong ngắn hạn nó có những xu hướng điều chỉnh thì chị phải đánh đổi, phải trả giá đúng không, tại vì mình đặt một mức lợi nhuận nó cao thì mình phải đánh đổi một phần gì đó. Còn nếu chị nào mình chốt lại thì mình cảm thấy đủ thì tốn tiền một túi ha, thì nó là như thế đối với những ngân hàng. Tiếp theo là MIB đấy, thì MIB từ những cái nền tích lũy mà ngắn như thế này, vừa cái biên độ nó chạy khoảng 10-15% thì nhìn thấy canh mình chốt, đó là như thế, cái canh lên cái target 10-15% thì hiện tại MIB là cổ phiếu quá mạnh, bây giờ nó tăng rõ ràng như thế này thì không còn những vấn đề gì để nói đúng không. Trên những video trước đấy, chị lặp lại xem những video này
để cái tấm hình rất rõ của MIB đây đó, để cho anh chị mình có thể cầm vào tham gia được ha. Đấy, và những cái nhịp mà cổ phiếu tích lũy lại này, tích lũy này đó, và đem gì anh chị, anh chị biết vì sao những cái phiên mà bùng nổ và cổ phiếu phải cần tái tích lũy lại không? Vì khi mà cái nhịp mà tái tích lũy lại như thế này là cái giai đoạn mà chị mình sẽ cầm mấy cổ phiếu đang tăng ngon mà tại sao hôm nay đi chán quá không tăng tiếp, tại vì chị mình nghĩ là cổ phiếu phải tăng liên tục ngày nào cũng tăng trần để cho chị mình hài lòng, nhưng mà không có đâu chị, cổ phiếu là như thế tăng rồi sẽ tích lũy lại, sẽ điều chỉnh để lấy đà tăng tiếp, và những nhịp mà tái tích lũy lại hoặc những nhịp điều chỉnh ấy, là những cái cơ hội cho những người đến sau đó, những cái cơ hội trong cái nhịp này rất nhiều nhà đầu tư mình đã cảm thấy chán nản cổ phiếu mà đã chốt lại đi, thì tổ chức họ sẵn sàng họ hấp thụ, họ mua lại hết những cái lượng phần lãi mà chị mình đã chốt ra đấy, và sau đó chính là những kỹ thuật mà em hướng dẫn cho chị mình đánh của những người đến sau qua đấy, là những điểm mua rất chuẩn cho chị mình, những phiên nó supply tích cung cho một nền tích lũy, thì đây là những kỹ thuật mà em có gọi là nó đi trường tồn trong thị trường chứng khoán đó. Thì cũng nhiều chị mình hỏi em là tại sao mà em lại sử dụng những phương pháp VSA và tại sao mà em lại sử dụng thanh ba để em đầu tư thị trường chứng khoán đúng không? Đấy, thì cũng có rất nhiều chị mình hỏi em những vấn đề như thế đó. Thì hôm nay cũng dành một cái phần thời gian để trả lời chị mình luôn đó. Đó là gì, thì trong một cái cấp độ mà đầu tư ấy, thì cái cấp độ mà cao nhất ấy, đó chính là phân tích về thanh ba đó, thứ hai ấy, là phân tích về nến. Vì sao thanh ba lại là một cấp độ cao nhất, tại vì và đơn giản nhất, tại vì đơn giản ấy, là khi chị mình học về thanh ba ấy, mình sẽ cảm thấy rất là dễ để mình tiếp thu và mình áp dụng vào thực chiến ấy, nó cực kỳ hiệu quả ấy. Khi mà mình học về nến ấy, thì mình sẽ có rất nhiều những cái kỹ thuật hay, em đánh giá rất nhiều kỹ thuật hay đó, và học được rất nhiều, phải học phải nói là cái về nến ấy, lý thuyết nó rất nhiều đó, biết cũng rất nhiều, nhưng mà khi anh chị mình vào thực chiến ấy, thì mình không đạt cái hiệu quả cao đó. Cái cốt lõi của thị trường chứng khoán là gì, mình phải đạt một cái hiệu quả cao trong cái quá trình mà mình thực chiến, còn khi mà chị mình biết quá nhiều ấy, mà mình áp dụng vào mình không mang về được những khoản lợi nhuận thì nó cũng vầy mo ha ấy, cho nên thanh ba là một cái yếu tố rất là hay trên thị trường chứng khoán, và cái thống kê trên thế giới ấy, những người mà thành công nhất ấy, trên thị trường chứng khoán ấy, đều xuất phát điểm từ phương pháp cốt lõi là phương pháp phân tích giá và khối lượng, phân tích VNA đó, phân tích về dòng tiền đấy, như ông như là Mac Vini Mini này, hoặc là những người như là O'Neil nữa, hoặc là Livermore này, đó là những cái ông tổ của phương pháp VNA anh chị, hoặc là Wyckoff này, đó là những người thành công rất thành công như chứng khoán Mỹ đó. Cho nên khi mà anh chị mình tìm một cái phương pháp để mình đầu tư thì mình phải xem là liệu phương pháp này đã có ai thành công chưa, thì như thế cái xác suất mà anh chị mình đi theo những cái dấu mòn, những cái vết mòn mà họ đã đi rồi, mình cứ đi trên những bước chân của họ này để mình tìm kiếm những biên độ lợi nhuận, nên mình tìm những phương pháp, tại vì họ chính là những người gì mở lối, những người khai sáng cho một cái phương pháp đầu tư, và họ đã thành công rồi và cũng có những cái bản sao đó đã thành công rồi, thì mình sẽ rất là tự tin trong phương pháp đầu tư. Thì đó đó mà em, đó là cái lý do vì sao mà em cực kỳ yêu thích phương pháp VNA đó, và chúng ta phân tích rất là kỹ và anh chị thấy cái độ hiệu quả nó cực kỳ cao, và chúng ta sẽ rất chủ động trong cái vấn đề gì, trong cái vấn đề chúng ta mua bán, nó là vấn đề như thế thôi đó. Cho nên ở đây cái góc độ cá nhân của em ấy, thì đã từng trải rất nhiều những cái phương pháp đầu tư, điểm đánh giá cao phương pháp VTA này đó, và trong một cái cấp độ mà anh chị gọi là cấp độ để học ấy, thì nó sẽ chia làm 6 cấp độ, không hiểu biết ứng dụng phân tích đánh giá sáng tạo, thì cấp độ hiểu anh chị sẽ hiểu rất dễ phương pháp VTA này, biết thì nhịp sẽ biết rất dễ, và khi mà nhịp áp dụng thì nó cực kỳ đơn giản đó, nhịp áp dụng xong mình phân tích sẽ rất là thoải mái, phân tích biểu đồ dòng tiền, phân tích về hành vi của tổ chức đó, đó là những vấn đề mà chị sẽ rất thoải mái trong quá trình mình đầu tư ha. Tiếp theo là cổ phiếu SHB, SHB bây giờ thực sự một phiên chỉnh lại đó, chỉnh lại như thế này cũng hết sức bình thường thôi, ai cảm thấy đủ thì chốt không, còn bây giờ điểm mua cũng chưa còn đấy, thì những mà này không có điểm mua thì chúng ta cũng phân tích nhanh thôi, tại vì cốt lõi anh chị mình là gì, điểm mua hay bán ấy, cho nên khi mà cổ phiếu nó không có những điểm mua như thế này thì bỏ ha, điểm mua thì nó hướng dẫn chị mình rồi, những phiên tích cung của ngày 12 tháng 5 ấy, đó chính là những cái điểm mua, còn bây giờ đã qua điểm mua rồi thì bỏ. STB đúng không, STB cũng tương tự, bây giờ cũng đã qua những cái điểm chìm tham gia rồi ha, những chị nào có hàng nhưng mà này cái gì cảm thấy đủ thì chốt đúng không, những anh chị trong bếp của em ấy, hiện nay cũng nhiều anh chị mình nhắn hỏi em STB giờ chị lãi 17%, chị lãi 15%, anh lãi 13%, anh lãi 20%, có chốt không em? Thì em nói với anh một câu đơn giản như thế này không, nói với chị nhà tư này của em ấy, nói gì đôi khi ấy, lợi nhuận ấy, mình cảm thấy đủ thì mình chốt thôi, chốt lại không bao giờ sai đúng không đó, cho nên mình kỳ vọng bao nhiêu ấy, thì mình chốt mỗi người một phần, có thể trong một cái con cá đi anh chị mình ăn một phần đuôi cá, em ăn phần thân cá, người khác sang phần đầu cá, mỗi người một phần thì nó là trọn vẹn đó, cho nên chị mình đừng có ham lòng là tôi phải ăn từ đuôi cá, tôi phải ăn đến đầu cá ấy, nó không phải anh chị đó, cho nên đôi khi cảm thấy đủ thì chốt qua đó. Một là anh chị có thể đặt một cái target đúng không, ví dụ như mà cổ phiếu này anh chị mình sẽ chặn lại đi, cổ phiếu này nếu mà trường hợp nó xấu ấy, nó quay về nó giảm nó khủng những vùng bao nhiêu 28 thì anh chị mình chặn lại mình chốt đó, đó cũng là những cái chiến lược rất là hay ha, thì cái chiến lược sắp tới sẽ hướng dẫn cái cách để cho anh chị mình chặn lại đó, nhưng mà cổ phiếu ngân hàng ha đấy, STB đúng không, độ Techcombank chứ quá tuyệt vời,
Ngày qua là phiên gì? Tích cung này, em nói chị bắt kỹ này, tích cung này, con thấp này, thì này một phiên nổ đó. Nhưng mà những phiên nổ như thế này nó không có đẹp lắm về cái volume thì nó cũng không có được cái độ tin cậy cao. Cùng phiên bùng nổ, phiên rách ấy, nó phải đi kèm với khối lượng lớn thì nó mới an toàn đấy. Cho nên những mã này anh chị nào có hàng thì cứ 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 cầm thôi. Anh chị có thể đặt cái mức chặn lãi trong trường hợp xấu mà Techcombank mà nó có quay về nó giảm những vùng hay 49 ấy, thì anh chị có thể mình chốt lại, còn không anh chị cứ nắm giữ. Còn giờ điểm mua em xin phép trả lời với chị mình là không còn ha. Đó. Tiên Phong này cũng thế này, một cái dịp một cổ phiếu đang có một cái xu hướng này, một phiên cây gọi là một phiên mà nó tích cung trở lại này đấy, cho một biên độ tích lũy ha. Đó, những cái này nó là tuyệt vời cho anh chị mình tiếp tục nắm giữ thôi. Như anh chị mình hô hào là, à, con này phân phối thì không có đâu chị, làm gì có đội lái nào mà nó gom cho một cái vùng bao nhiêu, nó gom từ tháng 12 nó gom đến tháng 5 nó mới đánh, nó gom 6 tháng trời, 6 tháng trời nó đánh là một phiên ăn 5% nó phân phối, làm gì có chị, chỉ có chị nhỏ lẻ mới đánh như thế thôi ha. Còn tổ chức ấy, nó đánh rất là bài bản, nó gom cho một cái thời gian, cho một cái quá trình đó, và nó đánh lên trong một cái giai đoạn nó đạt một cái biên độ lợi nhuận. Và phân phối không phải là phân phối một cái phiên, phân phối là cả cái quá trình, đội lái nó nắm mấy triệu, nó mấy chục triệu, nó nắm mấy ngàn tỷ như một cổ phiếu như thế này thì làm sao mà nó bán ngay cho một hai phiên được chị. Nếu mà ngày hôm nay nó xả nó bán ngay cho một hai phiên ấy, thì cổ phiếu nó phải là lăn ra sàn không? Nó không có một cái lực cầu nó và nó đỡ đó, nó là như thế. Cho nên đấy, khi mà cái giai đoạn phân phối ấy, anh chị mình không có nhận biết ra được đâu. Thật sự phân phối kiểu phân phối và kỹ thuật mà nhận biết tỉnh thị trường ấy, đây là một kỹ thuật rất khó đó nha, rất khó đó. Nó phân phối là trong những cái vùng mà lúc đấy anh chị mình không bao giờ nhận biết ra được ha. Còn những chị mình cứ ngô nào à, thị trường tạo đỉnh, thị trường phân phối thì nó cứ ầm ầm nó đi lên vậy đó, đến lúc nào mà chị mình nhảy vào mua thì nó lại mới gây đỉnh ấy. Nó là như thế. Cho nên nhiều anh chị mình cứ đánh theo những yếu tố gì, những phương pháp như là à, số 5, số 4, số 3, số 2, số 1 vậy, thì mình cứ hô hào thị trường gãy thị trường phân phối. Thì bây giờ thị trường phân phối nhưng mà những khoản lợi nhuận anh chị mà vẫn nhà đầu tư mình vẫn mang về được điều đều, đánh trúng trong ngân hàng mình vẫn lãi tốt đúng không? Đó thì làm sao mà phân phối được, phân phối làm sao mà cổ phiếu nó lại gãy và nó lại tăng mầm như thế đấy. Vietcombank ngày hôm nay này một cái nhịp mà nó tiếp tục trong những yếu tố mà nó quay đầu đi xuống á đó, thì những cổ phiếu này bây giờ đều bị nhà tạo lập họ chi phối là nhiều cho cái điểm số phái sinh này. Thì thôi nó cũng về hỗ trợ rồi, em thấy những cái điểm hỗ trợ phản ứng như thế này thì coi chị cũng canh mà nó khủng hỗ trợ bán, còn không cứ giữ ha. Thường khủng hỗ trợ của bên lớn thì hạ đấy, Vietcombank là cổ phiếu này mới đúng là cổ phiếu bị phân phối này chị. Thì những cái quá trình như này chính là những cái quá trình phân phối, những quá trình rút cổ phiếu á ấy, chị thấy không, sáng thì đỏ cuối phiên lại kéo xanh, sáng đỏ cuối phiên lại kéo xanh, thì nó sẽ tạo những cái đà tâm lý hưng phấn liên tục cho nhà đầu tư ha. Đó nên những cái này chị phải canh hạ ra một chút lãi dần đi ha. Đấy thì đó những cái phần kiến nghị của em đối với dòng ngân hàng ha. Tiếp theo nó sẽ đi phân tích về cái dòng cổ phiếu Vin 30 xem nó có những cái vận động như thế nào mà nó làm cho cái điểm số ngày hôm nay dòng Vin 30 tăng rất là bứt tốc. Đấy, đầu tiên là con BVH nè, em nói với chị mình bộ ba bây giờ ấy. BVH, BID, VRE chính là bộ ba kinh điển mà nó làm cho cái tài khoản rất nhiều nhà từ sống dở chết dở trên thị trường đó. Chị thấy cái mẫu hình đi 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 chen nhau, đầu tiên là mẫu hình kênh dưới này thì dùng tăng á thì không tăng bao nhiêu, mấy trường lắc một nhịp thôi nó lại đi bụi tiếp đó, nó là như thế. Nên những cái này rất là yếu nhưng mà thôi nó cũng về hỗ trợ rồi thôi, chị cũng đừng có bán đó, canh hồi lên thì cứ hà. Những cái này em sẽ chưa có những cái điểm mua trở lại và chị phải chờ một cái khoảng thời gian rất lâu đó, nhưng mà cổ phiếu yếu ha. Đấy, FPT nếu như mà anh chị mình nói là ngày hôm qua ấy, STB ấy, nó là Miss University Miss Universe của thị trường, thì ngày hôm nay FPT chính là hoa hậu thật sự của VN30, và FPT chính là cái cổ phiếu mà nó chiếm cái vốn hóa và nó góp cái đà tăng điểm của thị trường chung cực kỳ tốt trong phiên ngày hôm nay nha. Và những chị mình, anh chị mình còn nhớ một cái video cuối tuần là những cái điểm mua em kiến nghị cho anh chị mình tham gia đối với những mã cổ phiếu như thế này đó. Thì hôm nay anh chị nào mình dưới đoạn vừa rồi anh chị mình tham gia được ấy, thì hôm nay anh chị mình gặt hái được những khoản lợi nhuận rất là tốt đó. Và vì sao lại kiến nghị cho chị mình tham gia, thì nó là một cái vấn đề rất là đơn giản, đây là một cái phiên tích cung anh chị. Thì chị là mình kỳ vọng cái yếu tố gì, mình kỳ vọng cái yếu tố mà đáo hạn phái sinh ấy ngày mai ấy, mà nó lon ấy, thì anh chị mình có thể mình đánh vào những cổ phiếu FPT đó, thì ngày mai hàng của mình cũng về, thì anh chị mình đã gặt hái những khoản lợi nhuận đâu đấy khoảng 5-6%, thì đó là cái thành quả của anh chị mình ha. Đấy, tiếp theo là gas này đó, là những cổ phiếu trụ bị đè rất là nặng, nhưng mà ngày nay mặt bằng chung cùng dầu khí đó, nó bị mất thanh khoản nha, bị tụt thanh khoản, yếu tố thanh khoản thấp đó, yếu tố cạn cung, và nó có những gì mà kiểm tra lượng cung cầu khối lượng thấp như này em nhớ là tích cực anh chị ha. Đấy, cho nên nhiều chị mình đừng có đánh giá vào cái mức giá, mình thấy cổ phiếu đỏ là mình nói xấu, mình thấy cổ phiếu xanh là mình nói tốt, không phải anh chị, mình phải phân tích rất kỹ cái yếu tố vận động về khối lượng à, và nó có một cái quy luật rất là hay trong phương pháp VTI, đó gì, vận động về khối lượng sẽ ảnh hưởng đến giá, khối lượng đây thấp thì nó cho cái những yếu tố cạn cung đó, những yếu tố cái lực cung nó bán ít đấy, nên chị mình yên tâm đúng không. HBG này, dòng kép này hôm nay tăng quá tuyệt đúng không đó, dòng kép và dòng ngân hàng chính là hai dòng cổ phiếu mà thực sự nó neo lại cái tâm lý nhà đầu tư mình rất nhiều. Nếu như chị nắm theo dòng này lại cực kỳ tốt, thì bây giờ thực sự cũng đâu có điểm mua đâu chị. Đó, điểm mua của những mà cổ phiếu này nằm vùng phía dưới đây, đây mới là những điểm mua an toàn nè. Không, giờ khi mà cổ phiếu đã nổ rồi, không còn điểm mua nữa đấy.
sợ không một điểm mua nó chỉ phù hợp với yếu tố chị nắm giữ thôi đó. Những điều kiện bây giờ nó cũng không đạt những điều kiện mà kiến nghị chị mình mua. Tuy nhiên em đã nói với chị mình rồi, dòng đột dòng thép thì đánh giá rất cao HBG đó, cho nên những gì mà nó chỉnh trở lại em đánh giá chị mình là có yếu tố điều chỉnh, nhưng điều chỉnh để tăng chứ không phải là để gãy nha, chứ không phải là quay đầu đấy đâu cổ phiếu HBG. Nhưng mà này bây giờ chị mình có biết nó tăng đến bao giờ đâu, thì chúng ta cứ đặt một cái mức target để chúng ta chặn lại thôi ha, hèn điện hao này đúng không, nãy phân tích chị mình rồi, một nhịp mà nó quay trở lại test vùng đáy chịu đáy trước đỉnh trước này đó, đỉnh trước sẽ là hồi sau này thì có yếu tố cúc chi như lại cực kỳ tuyệt vời ha, khối lượng lớn thì hầu như nó đã phủ bỏ được rất nhiều sự đu bám của nhà đầu tư. Sáng nay là thực sự một cái nhịp mà tâm lý rất là nặng đối với những cổ phiếu như Hang Điền ha. Đấy, thì hầu như anh chị nào muốn bán thì mình cũng đã bán sạch thôi đó, thì hôm nay mà cổ phiếu này nó cần những nhịp mà cân bằng trở lại một hai phiên thì nó lấy đà nó bứt ha đó, một hai phiên nó tích lũy lại càng cung thì sẽ rất là đẹp và tuyệt vời đó. Cho nên thì mình cứ tuân thủ những cái điểm đó. Khi nào mà nó khủng những vùng bao nhiêu 35 thì mình cắt đã ra ha, còn nó chưa khủng thì mình cứ yên tâm mình nắm giữ. Masan là cổ phiếu trụ ngày nay cũng rất cái đà tăng điểm thị trường chung cực kỳ khỏe này. Tuy nhiên nhưng mà này bây giờ nó không có điểm mua đâu chị thật sự, nhưng mà này bây giờ cái biên độ dao động nó vùng trên nó lớn quá, những là tích lũy lại mà biên động vô được nha, biên độ dao động nó lớn quá thì nó sẽ không an toàn ha đó. Nên chị nào có hàng mình có thể mình tận dụng như tốt mình chút lại cũng được đấy, chẳng vấn đề, còn điểm mua bây giờ là không có. Cho nên đôi khi anh chị thấy cặp kháng cự này có cái canh chốt, bây giờ anh chị thông số nó giảm như ngày hôm qua chị nói em chốt hay không thì thôi bán cái gì nữa anh chị đúng không, bây giờ nó hồi lên này thì đó cái cơ hội đó. Với kép g này phiên chỉnh lại anh chị thấy không, hai phiên test cung liên tục khối lượng hấp đây, thì nhưng mà này em bắt đầu em đưa nó vào tầm ngắm rồi đấy, em bắt đầu em đưa nó vào cái tầm ngắm rồi đấy, nhưng mà chị cứ chờ thôi, có hàng thì yên tâm nắm giữ đi đấy, còn điểm mua mới thì phải chờ thêm ha. Đó Novaland thì con này bo cung cho nên chúng ta sẽ không tức nhiều với lợi ích đây. Đấy, cái biến độ hiện tại nó gặp kháng cự nó bị bán ngược tương đối, khối lượng này lớn nha đó, so với một bằng chung nhiều khi khối lượng lớn như này không ok lắm mà. Thì những mã này anh chị mình thấy không, khi một cổ phiếu tăng gặp kháng cự này nhìn cứ hạ trước 50% đi, không hạ bây giờ nó chỉnh lại nha, quá trình điều chỉnh lại càng cung ấy, thì nó có một cái dư địa sức bật phía tiếp lên tiếp ha, còn nó chỉnh lại một khối lượng lớn ấy, thì sao ok lắm ha đó. Binz này cũng nhìn là một cái nhịp mà nó test tích lũy lại đó, volume này cũng rơi vào những trường hợp càng kỳ này đó, anh chị thấy không, trước khi một cổ phiếu nó muốn đi lên ấy, thường nó phải có những yếu tố kiệt về cung đó, chị theo quá trình này, quá trình kiệt về cung này, đây là cái quá trình kiệt về cung của cổ phiếu đó, liên tục phải có những yếu tố kiệt về cung như thế này thì chị mới mong cổ phiếu nó lên được anh chị đấy. Còn cổ phiếu mà cái biên độ tích lũy mà nó volume lớn ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị fail và cái xác suất mà lên nó không có cao đó, cho nên hãy lưu ý trong đầu mình đó là gì, muốn cổ phiếu đi lên được thì trước tiên nó phải có những nhịp mà tích lũy càng cung, xuất hiện những phiên tích cung, những phiên xác nhận thì chị mới đánh được ha đấy. Cho nên phân tích kỹ thuật là gì, là phân tích những cái dữ liệu trong quá khứ liệu những cái hành vi đội lái họ thường làm lặp đi lặp lại đúng không, trong cái dữ liệu quá khứ ấy, trước khi đội lái mà nó muốn đánh lên ấy, thường nó sẽ xuất hiện cái hành vi gì, nó sẽ để lại những cái yếu tố gì đó, chứ chúng ta cứ đi phân tích những cái vấn đề đấy ha đấy. Tại vì sao, tại vì sao mình lại phân tích những cái dữ liệu trong quá khứ, tại vì dữ liệu trong quá khứ ấy, mới chính là những cái dữ liệu có sẵn và mình sẽ phân tích được rất là chính xác đấy, và mình sẽ áp dụng, mình sẽ mô phỏng cho những cái vận động hiện tại để mình dự đoán cho cái xu hướng tương lai đó, đó mới là gọi là cốt lõi phân tích kỹ thuật anh chị. Rì nữa đúng không, rì một cái nhịp em thấy như thế này là một cái nhịp cũng khá là ok rồi đấy đó. Nhưng mà những chị nào ấy, ngày hôm nay một phiên chỉnh lại là biên độ hẹp mà test cung này, thì những chị nào bây giờ mình đang cầm những lượng tiền quá nhiều ấy, mình đang bị phân vân ấy, là liệu liệu có đổ tiền vào mua đuổi ngày hay không, thì cho là không nên, thì mình nên xem xét cái dòng tiền mình có thể chấp nhận rủi ro mình vào tham gia nhưng mà cổ phiếu như rì. Tại vì ở đây chị thấy là một cái mô hình vai đầu vai ngược ha, một mô hình vai đầu vai ngược khá là đẹp ấy, đánh giá khá là đẹp ấy, theo vai vai ngược rất chuẩn này đó. Đấy, mô hình vai vai ngược em đánh giá rất đẹp, rất tuyệt vời đối với những cổ phiếu như này ha. Đấy, ở đây còn hình thành cái vai bên phải, thì vai bên phải mà đang có yếu tố kỳ cung như này em đánh giá tốt nha chị. Những chị nào mình chấp nhận rủi ro mình cho mình vào tham gia một cổ phiếu như này đúng không, khi một cổ phiếu xuất hiện điểm mua đẹp như này chị cứ tham gia thôi, mình lấy trước 30% vị ấy, khi nào nó break những vùng 57 thì mình gia tăng thêm họ nói như thế à. Rì rất đẹp ấy, rất đẹp ấy, em đánh giá cao ấy. SHB này, cổ phiếu này bây giờ rất là khó để chị phân tích, nó chỉ mục đích điểm số phái sinh thôi đó. Đấy VRE đúng không, nhưng mà này hôm trước em báo với chị mình là gì, mình có mua dùng giá 31 ấy, nhưng mà tới 37 không lãi thôi, có bán mà vốn, còn mình không bán bây giờ về 29 ấy, sẽ rất khó khăn nha. Còn chị nắm giữ thì hôm trước cái điểm mà nó khủng vùng hỗ trợ đấy trước này, nhưng bao nhiêu 30.5 là chị nên hạ rồi, còn giờ mình không ngại thôi, nó cũng về hỗ trợ dưới này, nó về những vùng hỗ trợ mà sâu nhất luôn này, có thể gọi đây chính là những vùng hỗ trợ mạnh nhất của cổ phiếu này, những vùng quanh những vùng nào 29 này 8 ấy, chính là những điểm hỗ trợ mạnh nhất của VRE này đó. Nhưng ngày hôm nay ở góc độ nào đó em thấy nó nổ von qua những vùng hỗ trợ mà những điểm mà trước đó đao chen như này thì đánh giá nó cũng là một cái động thái tích cực nha anh chị. Nên nhìn biết khi mà những cái vùng giá thấp mà nó nổ von ấy, thì nhìn biết mà là một cái vấn đề gì không, thì đang có một cái đội nào đó nó sẵn sàng, nó đối ứng, nó hấp thụ lại hết tất
cả những cái lượng cung mà anh chị bán ra. Tại vì trong một cái phiên như thế này em thấy được một cái tình trạng là cái tâm lý chị sẽ rất là hoảng loạn, sẽ rất là hoảng loạn nha. Đó, cho nên những yếu tố mà khi mà cổ phiếu giảm nổ vol nó là cái động thái nó rất tích cực đấy. Cho nên chị nào có hàng thì thôi bây giờ không bán thì phải nắm thôi ha. Đó, chị thấy không, những quá trình rũ mạnh đấy, nhìn thấy quá trình này nó nổ vol này. Đó là đây những cái cây mà nó hấp thụ cung ha, nhưng còn là những cây hấp cung ấy. Đó, hấp cung của tổ chức ấy. Đấy, cho nên chúng ta phải chờ đợi thôi. Nhưng mà này thôi anh chị mình nằm kênh dưới thôi, cứ canh mà đừng có bán bây giờ, vùng này bán ra hơi dở đấy, hôm trước cũng mong chờ nên bán, hoặc là những nhịp hồi canh bán, chứ bây giờ bán ra nó lại ngay đấy là không hay đúng không, vừa bán cái cổ phiếu lại quay đầu nó là như thế. Cho nên nhiều nhà đầu tư mình tâm lý mình lo sợ mình bán tháo cổ phiếu thì ngày mai lại nó quay đầu tăng trần đó. Cho nên nhiều gì là gì, mua thì lại ngay đỉnh mà bán ấy, thì lại ngay đấy, cứ cái vòng xoáy nó lẫn đi lẫn hoài lẫn quẩn đấy. Cho nên đầu tư bây giờ chị mình không đầu tư có lãi thì nó là những vấn đề như thế. Đến khi nào mà chị mình ngộ nhận ra mình bóc tách được cái phương pháp đầu tư ấy, cũng như mình có cái hệ thống có tiền đủ tốt ấy, mình ngộ nhận những vấn đề như thế thì mình mới đầu tư nó tốt rồi chị, mới cải thiện được cái quá trình mình đầu tư đấy. Như thế không, Vinamilk này hôm trước ai không hiểu mình lao vào tham gia cây trần này, mình nói quá nhiều nó à, Vinamilk tăng trần tốt quá lao vào mua đi, bây giờ test về đáy trước này đó, nhịp test về đáy trước này yếu tố cạn cung em đánh giá ok đấy. Cho nên nhưng mà cổ phiếu Vinamilk em cũng vừa hướng dẫn cho chị rất kỹ đó, những điểm như thế này ai chấp nhận rủi ro mua bắt đáy thì canh bắt được đó, còn đáy số 1 thì không bắt, bắt đáy là phải bắt ở đáy số 2, đáy số 3 có lượng kiện thì canh bắt đấy, bắt đáy cho vui, hàng thứ ba về lãi lỗi thì cũng bán, thì phải lưu ý vấn đề như thế nha. Vít này cái nhịp này nó đà liên tục luôn này, nó cứ là đà đà xuống ấy, và nó bị nhà tạo lập họ sử dụng quá nhiều đấy. Cho nên khi một cổ phiếu vi phạm điểm bán thì chúng ta phải cắt ra ha. Bây giờ thôi nó phải chỉnh lại, nó đang có một nhịp chỉnh lại này đó. Vinhome này, Vinhome mà đang nhìn chung là một phiên test cung anh chị ha. Đó, nhưng mà em kỳ vọng nó phải quay về nó lắp hẳn cái gáp dưới đi thì nó sẽ đẹp hơn khá là nhiều, cho nên những cái này nó cũng chưa đạt những cái kỳ vọng của chúng ta mua, thì thôi anh chị là có hàng thì cứ giữ đó. Thì đó là như thế ha. Đấy, chứ là nhìn qua cái dòng cổ phiếu VN30 thì nhìn thấy cái dòng tiền nó chỉ focus kết vào những dòng cổ phiếu nhất FPT, đâu đó có dòng bán lẻ tiếp theo là dòng ngân hàng đó, tiếp theo là dòng thép đấy. Riêng ngày hôm nay có dòng chứng khoán thì đó mới chính là những cái dòng mà dòng tiền nó đang focus kết vào anh chị. Nhưng mà dòng nào mới để ra cái dòng gì mình đáng để tham gia thì thật sự gia đình vừa rồi chỉ có dòng ngân hàng đấy. Còn hiện tại như thấy VND này phiên tăng tốt đúng không, phiên tăng ngày hôm nay khoảng 4%. À, ngày hôm trước em cũng đã hướng dẫn cái cách cho chị đánh VND, VND và MB đúng không? Đó chính là một cái cặp bài chung mà trong tuần này em đã hướng dẫn cho chị mình tham gia. Thì nhớ chị là mình tham gia được ấy, mình phải để lại một cái phím một ở trong phần bình luận ha. Đấy. Nhưng mà đối với em á, một cái nhịp ngày hôm qua nó nổ là bị fail này, thì em không tham gia nữa. Đó. Nhưng mà hôm trước thì nó đẹp. Còn đối với phiên ngày hôm nay á, chị thấy là một cái nhịp mà nó nổ lên ấy, nhưng mà volume đây nó không có đạt lắm nhá. Một thường một phiên bùng nổ phải có lượng lớn nó mới đáng tin cậy nha. Thôi chị đã tham gia có hàng rồi cứ giữ, tại vì tài khoản nó đang lãi đúng không? Đang lãi cũng là quá tốt rồi. VND này, nhưng mà này em kỳ vọng phải có một nhịp tích lũy lại thêm ấy, thì nó sẽ ok khá là nhiều ha. Tại vì cái biên độ tích lũy bây giờ nó cũng chưa đạt cái gì mới đâu. AI này. Hôm nay có một nhịp nó kéo lên lại anh chị ha. Đó, một cái nhịp nó cứ kéo lên như thế này là cực kỳ đẹp nha. Nó cứ test liên tục đi, test đi test lại liên tục cái vùng vùng kháng cự này thì em cho là rất là tích cực. Nhưng mà test đi test lại mà khối lượng nó phải khắp nha. Khối lượng phải khắp thì nó mới đạt. Còn mà test đi test lại mà khối lượng lớn như này thì nó sẽ không đạt trong một cái biên độ của cái tích lũy. Thường trước khi mà cổ phiếu đi lên là phải tích lũy cạn cung, còn tích lũy mà cung nó không cạn ấy, thì chúng ta sẽ không tham gia đâu ha. Đó chị mình cứ chờ thôi, dòng chứng khoán em sẽ hướng dẫn chị một cái nhịp sau. SHS bây giờ cũng hồi lên kháng cự rồi, chị thấy rõ hồi lên kháng cự là cực đúng không? Đó thì cứ chờ nó phải tích lũy lại mình mới đánh được. Đấy nó như thế. MBS con này chị thấy nó có hai cái gap này, nó mở hai cái gap này. Đấy, nó mở hai cái gap này. Đó, thì thường nó sẽ thứ nhất nó sẽ rất là dễ nó quay về lắp cái gap trước ha. Nhưng mà này bây giờ cái cung cầu nó đang bị pha loãng khá là nhiều, sẽ khó cho chị đầu tư ha. AXIM đó, dòng chứng khoán ấy anh chị mình hãy canh AXIM nha. Mỗi nhịp nè chủ nè hồi nè cần tích lũy vài nhịp nữa, cần tích lũy vài phiên quanh những vùng bao nhiêu, quanh 35 36 có lượng kiện kiện thêm ít nhất hai phiên nữa là sẽ chín mùi nha, sẽ đạt điểm. Thì anh chị trong cái thằng VIP ấy, muốn đánh dòng chứng khoán á thì cứ chờ đi, em sẽ kiến nghị cho anh chị mình tham gia sâu ha. Đấy thì đó là dòng chứng khoán đó. Tiếp theo chúng tôi phân tích sơ lược về dòng dầu khí ha. Thì dòng dầu khí mặt bằng chung ngày hôm nay em thấy cái tín hiệu là kỳ cung bị mất thanh khoản, bị tụt thanh khoản rất nhiều đó. Đầu tiên á, BVS này mấy phiên trước giao dịch bao nhiêu, 6-7 triệu, hôm nay còn có 3 triệu 7 đó, một yếu tố tích cực nha anh chị. Một cái phiên giảm điểm nhưng mà cạn cung như thế này, một yếu tố tích cực này đấy. Cho nên một cái dư địa tiếp theo ấy, em đánh giá là cái dòng dầu khí ấy, là cái dòng mà chị mình hãy xem xét lại nha. Tại vì sao, yếu tố này tích lũy nè, rũ bỏ nè, tại hai đáy nè, hồi nè, và đang có những nhịp mà tái tích lũy lại quanh những vùng nào đó, với những yếu tố như chị cạn cung quan trọng nhất phải lựa coi yếu tố cạn cung đó vì sẽ khá là ok anh chị ha. Mình sẽ hướng dẫn cho chị mình cách đánh sâu này. Trong quá khứ thì dòng dầu khí cũng đánh những kỹ thuật như này liên tục đấy, nhìn thấy không, cái quá trình đấy, quá trình tích lũy nền nè,
kỹ nè. Đó, hay đấy, thấy không? Test một nhịp nè, hồi test lại nè, bước lên nè. Thì nó phải cần một nhịp tích lũy lại như này nè. Đó, chỗ này rõ không? Hồi lên test tích lũy lại nè. Cạn cung mình thấy không? Như thấy rõ yếu tố cạn cung không? Những phiên cạn cung nó có lượng thấp nè. Đó, những phiên cạn cung có lượng thấp test cung nè. Thì đây mới là một cái yếu tố mà nó phù hợp với một cái việc mà nó lấy một cái đà nó bứt phá phía sau. Đấy, nên chị mình đừng có nghĩ là dòng vũ khí nó xấu nha. Đối với em ấy, là mình hãy canh là dòng vũ khí được rồi đấy. Em thấy khá là tích cực rồi đấy. Đó, cho nên không có gì mà xấu đối với dòng vũ khí cả ha. Thì chúng ta phải chờ thêm thôi, thì em sẽ hướng dẫn cái cách cho chị đánh sâu qua, nhưng chúng em thấy nó tích cực đó, những phân tích mình phân tích rất kỹ những vấn đề như thế, những cái vận động trong từng phiên đấy. BVD cũng tương tự anh chị thấy không, khối lượng cũng thấp này, mất mất thanh khoản, bao giờ nó yếu chị. Đó, những con này, những con yếu này, dòng vũ khí, nhưng mà riêng con này yếu, con này nó nằm ở phần nhiệt điện nhiều hơn này, yếu ha, nó gãy nó khối lượng lớn này đấy. Bởi đó thì đã phân tích rồi, BRC cũng yếu đấy, mình sẽ dập chip chung một BVD BVS thôi chị. Đó, coi này. Yếu tố test lại khá là sâu rồi, có lượng không phải kiệt lắm này. Đây, gas thì có yếu tố kiệt cung. Dòng vũ khí thì mình chú ý BVD, VS và BSR ha. Đó chính là ba con cổ phiếu mà chị phải chú ý được. Đó. Những nhịp mà test lại này, kiện cung, những nhịp test lại kiện cung là cực kỳ đẹp, thực sự em rất thích. Đối với một cổ phiếu dầu khí. Đó, cho nên ai có hàng cứ nắm giữ, chả vấn đề gì cả, không có yếu tố xấu để chị bán ra. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích sơ lược về cái dòng cổ phiếu của một dòng một mã thôi. GMD này. Như thấy nhưng mà cổ phiếu đánh như mô hình gì, mô hình VCB chị không, mô hình VCB này khi nổ có khối lượng lớn này, và có những nhịp này nổ liên tục này. Chỉnh một nhịp là nổ một nhịp, chỉnh một cây là nổ hai cây, đó mới là những một cổ phiếu cực kỳ mạnh đó. Cho nên chị mình nhiều cổ phiếu anh chị thấy nó rẻ mình lao vào mua đi, đó là cái quá trình đầu tư sai lầm anh chị. Nó có một cái câu rất là hay là gì, cổ phiếu rẻ nhưng mà cổ phiếu yếu càng rẻ nó sẽ có giá rẻ hơn, còn những là nhưng mà cổ phiếu cao ấy, nhưng mà cổ phiếu nó có cái sức hút lớn càng cao nó sẽ có giá đắt hơn, càng cao sẽ càng tăng. Quan trọng nhất là chị mua giá cao để bán giá cao hơn, còn chị mua cổ phiếu giá rẻ mà để cắt lỗ giá rẻ hơn ấy, khi mua giá rẻ để làm gì đó. Cho nên đối với cổ phiếu như là GMD này, hôm nay một phiên cực kỳ đẹp, một phiên nổ này, chỉnh lại này, test cung có lượng thấp này đó, cứ yên tâm giữ thôi. Rồi mới thằng VIP anh em hôm trước đã kiến nghị cho, rồi mới thằng VIP anh em mình tham gia những phiên này anh chị đấy, những phiên này, những phiên mình tham gia cùng giá như 3-4 này đó, thì giờ anh chị mình cứ nắm giữ thôi. Cổ phiếu này sợ là quá đẹp, quá đẹp, sự quá đẹp. Đó. Cho nên video ngày hôm nay ấy, em cũng phân tích đến đây ha. Đấy, thì nhớ chị mình xem cái video ấy, thì trong một cái phần mô tả của những cái video ấy, thì nó có rất là nhiều những cái thông tin ấy, thì chị hãy vinh vào đây đó, mình đọc những cái thông tin, thứ nhất là khóa học này, thứ hai là những yếu tố mở tài khoản này. Đấy, thì những một khi mà đăng ký có một cái form đăng ký như này, thì chị phải điền một cái form đăng ký ha. Đó, em sẽ hướng dẫn cái cách cho chị mình sau đó, em sẽ liên hệ chị mình sau đấy. Thì cái video ngày hôm nay nó cũng đến đây thôi đó, những chị nào muốn về không có thằng VIP thì có thể liên hệ cho em sẽ hỗ trợ anh chị mình với cái hệ thống thằng bên em ha. Đó, thì hẹn gặp lại anh chị mình ở video ngày mai nha. Chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ. À, xin chào cả nhà.